xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin phép được review cho các bạn một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của mình. Anh chị em và các bạn nào đang có nhu cầu mua xe, xem xe, trải nghiệm xe thì có thể đến trực tiếp và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Tuấn Anh đã ghim trên màn hình. Hôm nay thì đây, Tuấn Anh đang vừa mới mua được một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2015 từ một chủ từ đầu biển Hải Phòng, biển 15A18055, sơn xi màu trắng, xe thật là đẹp, không lỗi và chiếc xe được trang bị ổ số tự động bản 2.0. Vậy anh chị em mà đang theo dõi video của em thì hãy cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả những cái dòng xe mới về. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho mọi người cũng như là chi tiết hơn về chiếc K3 này. Vâng, 15A18055 là biển số của chiếc xe này. Chiếc xe thì là một chủ từ đầu, chưa sang tên lần nào. Biển Hải Phòng, màu trắng xịn, xe đẹp, không lỗi, biển khá là đẹp luôn. Đấy. Và chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Xe được trang bị hộp số tự động 2.0 bản full clutch, ghế điện, đề lổ start top, tích hợp volume trên vô lăng, tích hợp hệ thống cruise control ga tự động và hệ thống tích hợp gảy số vô lăng cộng với lại ghế điện và tất cả những cái option rất là nhiều. Vâng, các bạn có thể nhìn qua một vòng quanh thân vỏ với cái dòng Kia này thì hầu như những chiếc xe Cerato, Kia K3 hay Kia Forte thì nó được trang bị rất nhiều những cái option và đặc biệt dòng K3 này thì rất là lành và chất lượng. Hơn nữa thì đây là một chiếc xe phiên bản 2.0 nên là chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Đấy. Sơn xi cũng như là độ đồng sơn zin của chiếc xe thì còn khá là nhiều. Đấy. Một chủ từ mới chạy rất là đầm và chắc, không lỗi. Xe thì cam kết cho mọi người không lỗi, keo chỉ zin, máy số zin các bạn nhé. Đấy. Hệ thống đèn pha, đèn cốt, đèn gầm, đèn sương mù, đèn xi nhan của chiếc xe thì tất cả đều hoạt động bình thường. Vâng, xe được trang bị la răng phay, đấy, rất là đẹp. Vâng, hệ thống xi nhan được tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Thì tất nhiên rồi, những thứ đó thì không thể thiếu trên một chiếc Kia full option như thế này. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 7 năm 2022. Bản cửa lóc, màu trắng, rất là đẹp. Vâng, và hiện tại thì với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với một cái giá cũng chỉ có 445 triệu nếu các bạn mua thẳng, và bên em sẽ bao rút hồ sơ. Còn nếu các bạn mua trả góp với chiếc xe này thì có thể là chỉ cần khoảng hơn 200 triệu một chút thôi, vô 200 triệu một chút thôi thì các bạn đã có thể là sở hữu cho mình chiếc Kia K3 này. Hệ thống đèn của chiếc xe thì được trang bị đèn bi cầu và đèn halogen cộng với lại một dải đèn LED ban ngày. Đèn gầm rất là đẹp. Hệ thống lưới tản nhiệt của chiếc xe thì được thiết kế một cách rất là hầm hố và đẹp. Đấy, tạo lên cái vẻ rất là chất của chiếc xe. Đấy. Anh chị em nào mua cho vợ, cho bồ thì với chiếc xe này thì khá là hợp lý. Được trang bị hộp số tự động. Đấy, tất cả từ những cái cua lốp, xi nhan của chiếc xe thì rất là zin. Thân vỏ chiếc xe thì luôn luôn cam kết cho mọi người rồi. Với những cái dòng xe đắt tiền như thế này thì những chiếc xe cần phải được có sổ zin. Đấy. Xe được trang bị hệ thống ABS 4 bánh, rất là đẹp cho mọi người các bạn nhé. Đấy, hệ thống đèn hậu phía sau. Đấy. Hệ thống đèn hậu của chiếc sau đây. Đấy, rất là đẹp cho mọi người. Bản 2.0. Đấy. Xe trang bị 4 cảm biến lùi phía sau. Đấy. Rất là ok các bạn nhé. Một chiếc K3 như thế này đang bán tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với cái giá chỉ có 445 triệu. Tất cả những cái sơn sần ở cái đường bao bô lê gầm của chiếc xe thì còn zin hết. Đấy. Nội thất của chiếc xe thì các bạn có thể thấy, nội thất là một bộ áo ghế bằng da đen nguyên bản theo xe. Đấy, bô lăng rất là đẹp, hệ thống gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, lưng hạ kính và hệ thống ghế điện. Đây, ghế điện chiếc xe tất cả đều hoạt động bình thường các bạn nhé. Logo của Thaco Kia Motor rất là đẹp. Keo chỉ chiếc xe thì có thể nói là zin hết 100%, zin hết 100%. Hệ thống táp lô da, táp ly da rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, rất là ok cho mọi người. Bỏ ra chỉ có 445 triệu thôi.
các bạn đã sở hữu cho mình chiếc Kia K3 còn đẹp căng và đét như thế này. Đấy, rất là ok cho mọi người. Đấy, rất là đẹp, một chiếc Kia rất là ok. Đấy. Về phần đinh bấm già giật cột kèo thì xin phép mọi người là Tuấn Anh không phải cần bóc ra làm gì cả. Đấy. Xe thì đẹp hết lốc rồi, hết thảy rồi. Đấy các bạn nhé. Vâng, đây là phần khoang cốp của chiếc xe thì vẫn còn chứa đồ và rất là rộng rãi và sạch sẽ. Tất cả những cái đường lốp của chiếc xe cũng như là đường cốp của chiếc xe thì còn rất là zin, zin từ những chấm sơn của nhà sản xuất đây. Rất là đẹp. Hệ thống kích kiếc và lốp dự phòng chiếc xe thì đầy đủ theo xe. Xe đẹp không lỗi, trang bị vành R17. Tất cả đều rất là zin với cái tầm tiền hơn 400 triệu. À, các bạn đã sở hữu cho mình một chiếc xe Kia K3 đẹp xuất sắc như thế này. Rất là đẹp. Bỏ ra tầm tiền như vậy thì các bạn có nên mua cho mình một chiếc Kia K3 như thế này không? Đó. Các bạn này, đó. Rất là đẹp. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Dòng này thì chắc chắn rồi, không cần phải quay nhiều chi tiết làm gì. Vì Tuấn Anh đã cam kết cho các bạn là zin hết 100%. Thì các bạn có thể biết được một chiếc xe còn như thế nào. Và hơn nữa đây là một chiếc xe một chủ từ đầu sử dụng thì khá là giữ gìn các bạn nhé, khá là giữ gìn. Option của nó giá nhiều. Đấy, theo chỉ nó zin hết này, 445 triệu. Các bạn đã sở hữu ngay chiếc K3 như thế này, rất là đẹp. Hệ thống túi khí đây. Đấy, ghế đây. Vâng, một chiếc K3 khá ok. Bây giờ thì các bạn có thể là hãy đến trực tiếp với em cửa hàng ô tô cũ Hải Phòng, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để xem xe và trải nghiệm. Khi đến thì các bạn có thể alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Và các bạn đừng quên bấm vào nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả cái dòng xe cũng như là những cái mẫu xe mới về, được không ạ? Bô lăng của chiếc xe thì được tích hợp volume trên bô lăng, hệ thống nghe gọi, hệ thống cruise control, hệ thống gảy số trên bô lăng. Bây giờ chúng ta sẽ đè lổ lên. Xe thì trang bị một cái màn hình ghế điện này, nhớ ghế này, đầy đủ hết nhá. Nhớ ghế, hệ thống kính điện, kính nhức của dòng này thì chắc chắn là không phải suy nghĩ rồi. Đấy, một chiếc xe như thế này, xe trang bị đầy đủ start top, màn hình âm thanh rất là hay. Đấy, cam lùi đầy đủ hết các bạn nhé, rất căng như soli luôn. Đấy, được chưa? Rất là đẹp cho mọi người, âm thanh nghe rất là hay, volume tích hợp trên vô lăng. Xe mới chạy được có hơn 7 vạn thôi gì đấy, 8 vạn. Cửa lóc đây. Vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé, chân nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Nội thất ghế ra. Gạt mưa phun nước của chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Âm thanh nghe rất là hay. Điều hòa tự động. Đấy. Tích hợp bàn volume trên vô lăng, hệ thống đèn, hệ thống chống trượt, hệ thống để tay. Và các bạn nhìn thấy chạy bằng USB ở phần dưới này, cộng với lại cái cổ số của chiếc xe còn rất là đẹp như thế này. Phanh tay, hệ thống bọc da, hệ thống dừng đỗ. Các bạn thấy đây, rất là đẹp cho mọi người. Điều hòa thì hai dàn, cả dàn đằng sau rồi nữa các bạn nhé. Tại sao không mua những chiếc xe như thế này về để chạy thì khá là ok. Bây giờ ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy móc. Đấy, đây là nhớ ghế này, hai vị trí các bạn nhé. Bây giờ ta sẽ mở phần khoang máy lên. Đấy. Máy móc của chiếc xe thì được trang bị động cơ DOHC 16V. Đấy, khá là đẹp cho mọi người. Máy móc này rất là đẹp, lỗ rất là êm. Đó các bạn nhé.
máy thì từ đầu chưa vệ sinh. Đấy, vẫn còn bụi bẩn bám đầy đây. Đấy, các bạn thấy đây. Cabo chiếc xe còn zin. Rất là đẹp cho mọi người. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về chiếc Kia K3 2015, một chủ từ mới sử dụng biển Hải Phòng. Xe được trang bị động cơ 2.0, được trang bị rất nhiều những option. Vậy anh chị em và các bạn nào đang có nhu cầu mua xe, xem xe, trải nghiệm xe, hãy đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để xem xe và trải nghiệm xe. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.